phì bụng nó đi rồi nè, đây nè. Rồi sơ cả nhà ha. Rồi chiều hôm nay thì tiếp tục đi câu cá lóc thôi. Ở nhà buồn quá biết làm gì, đi câu cá lóc giải trí rồi. Nay đi với sư phụ Tâm. Con nói con gì dữ rồi. Con dĩa con giống như chạch à. Ai biết con gì. Ủa mày còn sư phụ nào nữa hả? Đây nay sư phụ đang ra cần câu cả nhà ơi. Mày còn sư phụ nào nữa hả? Còn chứ. Phụ nào nữa? Sư phụ gì chuyện khác. Có sư phụ Tâm còn sư phụ nào nữa? Chào cả nhà, cái câu sư phụ ơi. Lần nào cũng nhắc nhở hết vậy sao ta? Dạ à. Chào anh em, chào cả nhà nhá. Nay đi điểm mới cả nhà ơi. Nay đi điểm mới, không sưu tầm điểm mới đồ câu chứ. Có con gì không nha. Vô thấy cái bãi rong này cũng đẹp lắm. Xung quanh cỏ rồi. Không biết ta câu nó có la không, câu đại ta đuổi đi ha cả nhà. Cỏ đó luôn. Rồi, con nộp cái cả nhà buổi chiều. Rồi, đó rồi. Nó tháo cá cả nhà ha. Rồi, đáp rồi. Ôi, xảy rồi. Đó rồi, đó rồi. Rồi đớp hột. Cái gì vậy? Cá héo. hợp chung rồi. Thôi cái gì bữa nay cái ngày gì trời thiếu vậy, cấp hụt không à. Hả? Ừ, hồi nãy nó tắp mấy lần rồi, tắp mấy lần chổng á. Á, lội đi chút mệt đó. Hả? Nghĩ chắc cá chẽm quá. Đủ á, cá là bự à. Thôi đi, nó đi dây ra mé rồi nè, đi bụng nó đi rồi nè, đây ra nè. Trời ơi, sảy luôn. Bự không? Thẻ nó dính. Chơi giác vậy ta. Vậy sao lấy lên? Phụ đó à. Nãy giờ nó chịu ra. Còn 4 lạng à. Nó nuốt lưỡi nha. Ôi ú à. Rồi sáu cá cả nhà ơi. Dạ. Ôi dạ, dạ. Rồi giờ 5 giờ cả nhà ơi. Mình xin kết thúc clip luôn ha. Để giờ mình báo cá cho cả nhà xem cái về. Giờ đói bụng quá rồi. Đây thành quả buổi câu của mình nha cả nhà. Được 4 con. Cũng được. Con còn 4 lạng. Đi 3 lạng. Rồi, con tử trận. Rồi để giờ mình báo cá của sư phụ cái về cả nhà ha. Đây buổi câu của mình. Rồi đây là cá của sư phụ ha. Đây. Đây. Nó hên vừa đủ, anh vừa đủ chiều được 4 con. Được có lá vô gì vậy đây cả nhà. 3 lạng không, con còn 4 bình. Rồi chào cả nhà về sư phụ ơi. Con đó là con độc quyền của sư phụ á. Thôi chào cả nhà nha, chào anh em, hẹn anh em cái clip sau nha. Nay hai thầy trò xuống cũng hơi trễ, hai mấy à. Chờ những các bạn thấy hay thì cho một like và đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn. Hẹn cả nhà vào những clip tiếp theo. Chào cả nhà. Có điểm mới anh em ơi.